Nếu ai có trí nhớ tốt, chắc vừa có thể nhận ra người đàn ông này. Anh ta là Trần Ngọc Phúc, được biết đến rộng rãi với biệt danh Phúc XO, 37 tuổi, ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Phúc XO từng nổi tiếng với việc đeo hàng chục ký vàng trên người. Đến tòa án vào sáng 16 tháng 6 năm 2020, Phúc XO không còn xuất hiện với bộ trang sức vàng giả nặng nề nữa. Thiếu vàng, Trần Phúc có vẻ tiêu tụy hơn nhiều so với thời vàng son. Sáng 16 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm đối với Trần Ngọc Phúc, Trần Ngọc Tài là em trai của Phúc XO cùng 11 đồng phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa là kiểm sát viên Lê Văn Duyệt. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Phúc XO cùng 7 đồng phạm về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Em của Phúc XO là Trần Ngọc Tài bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, có khung phạt từ 5 năm đến 10 năm tù. Rất đông người đã có mặt ở phiên tòa từ sớm để theo dõi diễn biến vụ việc. Một số người thân của các bị cáo không được phép vào tòa án, phải đứng ngoài cổng tòa án. Công tác an ninh phiên tòa được tổ chức nghiêm ngặt. Tất cả người vào khu vực xử án tham dự phiên tòa đều phải qua cổng an ninh. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp tổ công tác liên ngành và Công an quận 12 tiến hành kiểm tra quán karaoke XO Pharaon quận 12, phát hiện 5 phòng cho khách và một phòng nhân viên có gần 100 dân chơi đang phê ma túy và thu giữ được lượng lớn chất cấm. Quán karaoke XO Pharaon do Phúc XO làm chủ nhưng nhờ người bạn tên Đỗ Ngọc Kiều Loan, 34 tuổi, đứng tên. Đầu tháng 11 năm 2018, để lôi kéo khách đến quán nhằm mục đích tăng doanh thu, Phúc bắt đầu cho khách thuê phòng để sử dụng ma túy. Trong các cuộc họp với nhân viên, Phúc đều chỉ đạo không được buôn bán ma túy, không đi mua ma túy cho khách. Tuy nhiên, khi khách cần các dụng cụ để sử dụng ma túy như ống hút, dĩa thì phải cung cấp và phải chỉnh tăng âm lượng của nhạc trong phòng để phục vụ khách sử dụng ma túy. Đối với khách thuê phòng hát karaoke bình thường thì quán sẽ tính giá như niêm yết và hóa đơn thanh toán ghi tên phòng và thêm chữ A. Nếu khách thuê phòng có sử dụng ma túy thì khi tính tiền sẽ phụ thu thêm 200.000 đồng một giờ và trên hóa đơn thanh toán ghi thêm chữ B. Ngoài ra, nếu khách sử dụng bàn DJ và nhân viên chỉnh DJ thì thu thêm 400.000 đồng mỗi giờ. Quán karaoke XO Pharaon chia làm hai khu vực. Nhân viên hát karaoke bình thường sẽ ở lầu 1 và lầu 2, còn khách sử dụng ma túy sẽ ở chủ yếu tầng hầm và lầu 3, 4, 5. Các đồng phạm của Phúc XO đều biết tại quán có cho phép khách mang ma túy vào để sử dụng và từng phục vụ khách đến sử dụng ma túy. Cáo trạng nêu, mỗi ngày có từ 5 đến 8 phòng có khách sử dụng ma túy. Sau khi trừ tiền chi phí trả công cho nhân viên thì Phúc thu lợi khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi ngày, khoảng 120 triệu đồng một tháng. Trước khi bị bắt, Phúc XO nổi tiếng trên mạng xã hội với việc đeo trên người số trang sức được cho là làm bằng vàng nặng tới 13 kg. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Phúc XO khai toàn bộ số trang sức trên là vàng giả. Bị cáo khai muốn đeo nhiều vàng nhằm đánh bóng tên tuổi, được nhiều người chú ý để thuận lợi cho việc kinh doanh và để câu like kiếm tiền. Những chiếc mô tô phân khối lớn mạ vàng từng gây dậy sóng cộng đồng mạng cũng là do Phúc XO nhờ người sử dụng đề can để dán vào xe.